Thưa quý vị, xuyên suốt các kỳ họp Quốc hội, các cuộc tiếp xúc cử tri, phòng chống tham nhũng tiêu cực đã trở thành vấn đề được người dân quan tâm. Điều này cho thấy công cuộc phòng chống tham nhũng của Đảng đã có sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Từ đây, vai trò giám sát của người dân đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng được nâng lên. Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định tiếp nối và phát huy thành công tốt đẹp của hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tâm lực, trí lực giải quyết một khối lượng công việc lớn, quan trọng với sự đồng thuận nhất trí cao. Trong đó, Quốc hội đã nghe và thảo luận sâu sắc, thực chất các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp. Đồng thời nhấn mạnh, Quốc hội sẽ tiếp tục giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Quốc hội đã ban hành nghị quyết đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Trong đó yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức hữu quan làm rõ các vi phạm thất thoát lãng phí đã được phát hiện. Trách nhiệm của các tổ chức cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các giải pháp khắc phục. Tại các buổi tiếp xúc cử tri ngay sau kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục là những vấn đề nóng mà cử tri quan tâm và kỳ vọng vào sự quyết liệt, quyết tâm của cả hệ thống chính trị. Tôi cũng xin khẳng định là về công tác phòng chống dịch của thành phố đã được Trung ương đánh giá về cái kết quả, và vừa qua Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng như các cơ quan chức năng đã làm rất kỹ, tôi khẳng định là làm rất kỹ và đã có những kết luận và xử lý ở một cái mức độ rất nghiêm khắc. Còn các đồng chí lãnh đạo xử lý ở những cái hình thức khiển trách, cảnh cáo, đó là trách nhiệm của người đứng đầu. Còn các đồng chí không có các hành vi tham nhũng, tôi khẳng định lại là như vậy. Có cử tri nói là phải coi trọng cái phòng. Thực sự ra thì chúng ta luôn luôn coi trọng cái phòng. Phòng chống mà, phòng chống kết hợp chặt chẽ giữa phòng với chống. Nhưng mà khi mình chống mà mạnh, xử lý nghiêm, nó cũng là một biện pháp giáo dục và có giá trị răn đe phòng ngừa rất là lớn. Còn phòng thì phải bằng nhiều biện pháp, bằng quy trình, quy định, quy chế, bằng giáo dục, bằng nêu gương. Có thể nói thời gian qua, Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực Trung ương cũng như Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực địa phương đã chỉ đạo quyết liệt công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, tạo nên những bước phát triển mới đi vào chiều sâu, gắn với xây dựng chỉnh đốn Đảng, đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên. Sự đồng tình ủng hộ và giám sát của cử tri nhân dân chính là động lực để công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của Đảng được tiếp thêm sức mạnh, cũng như góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm soát quyền lực.